Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tổng quan về DDJ Flat 4. Thì ở trên đây chúng ta sẽ có hai phần, đó chính là Deck Section và Mixer Section. Mình sẽ đi từ trái qua phải và từ trên xuống dưới để cho các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu được kỹ hơn về chi tiết của cái máy này. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần Deck Section. Thì ở đây chúng ta sẽ có từ trên xuống dưới, đó chính là phần loop, phần khu vực dành cho chế độ loop. Thì ở trên đây chúng ta sẽ có loop in, loop out và một cái tính năng chúng ta có thể ấn vào đây để tự động loop 4 bit như thế này. Hoặc là các bạn có thể ấn vào để exit loop. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có hai cái nút dùng để nhân đôi hoặc chia đôi giá trị của chế độ loop của mình. Ngoài ra thì hai nút này còn có tính năng là dùng để load những cái memory queue châm tới hoặc lui giữa những cái memory queue ở trong bài nhạc của chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có phần bit sync. Tính năng bit sync là tính năng dùng để đồng bộ hóa tốc độ của hai bài nhạc với nhau. Ở phía dưới chúng ta sẽ có cái shot wheel của DDJ Flat 4. Thì phần mâm xoay của DDJ Flat 4 có kích thước tương đồng với lại phần mâm xoay của DDJ 400. Nhưng mà khác một điều là cái logo ở giữa mâm xoay nó được thiết kế thành logo mới của Recordbox 6. Và nó là một cái logo nhám rất là tinh tế và rất là đẹp. Ngoài ra thì ở trên shock wheel của DDJ Flat 4 còn được thiết kế một cái lớp nhám như thế này. Khi mà các bạn sờ vào nó sẽ có cái độ nhám và độ bám tay, tạo cái cảm giác rất là thoải mái và cái cảm giác tay rất là tốt khi mà các bạn muốn thực hiện thao tác scratching hay là chơi nhạc bằng shock wheel ở trên DDJ Flat 4. Ở phía dưới như thường lệ thì chúng ta sẽ có cue và play. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có 8 cái bass perform ở mỗi bên và tương ứng với lại những cái tính năng như là hot cue, bass effect, beat jump, sampler, keyboard, key shift hay là beat loop. Và để kích hoạt những tính năng giống như là keyboard, beat loop, bass effect 2 hay là key shift thì chúng ta có thể ấn giữ nút shift, sau đó bấm vào cái ô tính năng mà mình muốn sử dụng. Là như thế các bạn đã có thể kích hoạt được những tính năng ẩn ở phía dưới. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thanh tempo. Thanh tempo là thanh dùng để cân chỉnh tốc độ của bài nhạc và chúng ta có thể thay đổi cái dải tempo range, cái dải tempo mặc định của cái thanh này bằng cách là ấn giữa nút shift, sau đó ấn vào cái nút beat sync ở trên đây. Thì các bạn có thể thấy ở trên màn hình của Recordbox thì cái giá trị của thanh tempo di chuyển từ wide cộng trừ 6, cộng trừ 10 và cộng trừ 16 tùy theo sở thích và cái nhu cầu sử dụng của mọi người. Tiếp theo sau đó thì chúng ta sẽ đến với phần Mixer Section. Thì như các bạn có thể thấy ở trên đây, DDJ Flat 4 ở đây sử dụng được với cả phần mềm Recordbox và Serato DJ Live. Và nếu như các bạn đã có mua cái license key hay là đăng ký cái gói subscription của Serato DJ Pro thì các bạn vẫn có thể sử dụng DDJ Flat 4 với lại Serato DJ Pro. Ngoài ra thì DDJ Flat 4 còn có một cái built-in Bluetooth ở đây dùng để kết nối và sử dụng với lại phần mềm Recordbox ở trên điện thoại. Và phiên bản cập nhật mới nhất của Recordbox sẽ được ra mắt vào đầu năm 2023. Stay tuned và hãy chờ mình review cái phần mềm đó với mọi người nha. Ở phần Mixer Section thì chúng ta sẽ có cụm Browse và Load dùng để tìm kiếm và load bài nhạc. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có hai cái nút Gain hay còn gọi là Trim dùng để cân chỉnh âm lượng tổng của toàn bộ channel. Bên cạnh nút Trim thì chúng ta sẽ có Master Level, đây chính là âm thanh tổng khi mà chúng ta xuất ra loa. Ở bên dưới phần Trim thì chúng ta sẽ có 3 band EQ là Low, Mid, High tương ứng với lại từng cái dãy tần số khác nhau của bài nhạc. Chúng ta có thể cắt giảm được 26 dB hoặc là tăng tối đa là 6 dB ở mỗi band EQ. Ngoài ra thì các bạn còn có thể thay đổi cái chế độ EQ thành EQ hay là Isolator tùy thuộc vào cái sở thích của mình, bằng cách là vào cái phần setting của Recordbox. Chúng ta sẽ vào mục controller và phần mixer. Ở dưới đây các bạn có thể cân chỉnh thay đổi chế độ EQ thành EQ hay là Isolator tùy vô cái sở thích cá nhân của mọi người. Ở đây thì mình quen xài Isolator cho nên là mình set nó là Isolator. Thì khi mà xài Isolator thì cái tần số của các bạn sẽ được cắt hoàn toàn, phải được triệt tiêu hoàn toàn chứ nó không còn âm thanh giống như là của EQ mode. Ở phía dưới của EQ thì chúng ta sẽ có hai cái nút, đó chính là Sound Color Effect. Và ở trên DDJ Flat 4 thì chúng ta có thêm một tính năng mới, đó chính là Smart Color Effect. Thì Smart Color Effect là một tính năng được kết hợp nhiều loại effect với nhau tạo thành những cái combo effect, giúp cho các bạn có thể biến tấu một cái bài nhạc của mình trở nên nhiều màu sắc hơn, hay là giúp cho các bạn có thể mixing một cách dễ dàng hơn.
Thì ở trên Smart Color Effect chúng ta có đến 8 cái tính năng Smart Color Effect khác nhau. Các bạn có thể thay đổi cái tính giữa cái tính năng với nhau bằng cách là ấn giữ nút Shift, sau đó ấn vào nút Smart Color Effect. Lúc này ở trên màn hình các bạn có thấy một cái bảng bao gồm 8 cái tính năng khác nhau của Smart Color Effect. Các bạn có thể lựa chọn và sử dụng theo sở thích của mình. Khi mà mình chưa kích hoạt Smart Color Effect thì mặc định của hai cái nút này đó chính là Filter hay là bất kỳ một cái effect nào đó mà mình muốn gắn cho nó ở trên đây. Và khi mà mình kích hoạt Smart Color Effect thì lúc này tính năng của Smart Color Effect được kích hoạt. Phía dưới của Smart Color Effect thì chúng ta sẽ có hai nút Q dùng để kích hoạt và nghe trước được nhạc ở trong headphone. Bên cạnh hai nút Q thì chúng ta sẽ có phần Mix và Level. Đây là khu vực dùng để cân chỉnh âm lượng của headphone khi mà mình sử dụng để chơi nhạc. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có hai cái thanh volume channel dùng để tăng giảm âm lượng của từng kênh, và cuối cùng đó chính là crossfader. Thì ngoài cái Smart Color Effect ra thì ở trên DDJ Black 4 còn có một cái tính năng mới, đó chính là Smart Fader. Và Smart Fader sẽ giúp cho bạn có thể mixing giữa hai bài nhạc cho dù là khác thể loại, khác tempo và có thể là hai bài nhạc đó không liên quan gì với nhau một cách rất là dễ dàng và đơn giản chỉ với một cái thanh crossfader ở trên đây thôi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với lại phần Beat Effect hay còn gọi là Release Effect. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể chọn được Channel 1, Channel 2 hoặc là Channel tổng Channel 1, 2 bằng cần gạt ở đây. Chúng ta có thể chọn được cái giá trị Effect hoặc là cái tính năng mà mình sử dụng bằng cách là ấn vào nút Effect Select ở đây. Lúc này cái bảng Effect ở trên phần mềm Rekordbox sẽ được sổ ra và chúng ta có thể chọn effect mà mình muốn sử dụng. Nếu mà các bạn muốn sử dụng effect ngược lên trên thì các bạn chỉ cần ấn Shift và ấn lại một cái nút Effect Select thì các bạn có thể roll ngược cái hiệu ứng đó lên trên. Tiếp theo, sau khi mà chúng ta đã chọn được cái effect mong muốn thì chúng ta có thể gán được cái giá trị bit ở trên cái effect đó bằng cách là ấn vào cái nút mũi tên sang trái hoặc sang phải để có thể chia đôi hoặc nhân đôi giá trị bit. Ngoài ra thì khi mà các bạn ấn Shift và ấn vào cái nút mũi tên sang trái hoặc sang phải của Beat Effect thì chúng ta sẽ có thể kích hoạt tính năng Auto Tap Tempo hoặc là chúng ta có thể tự động Tap Tempo thủ công bằng cách là ấn Shift và gõ vào đây. Cuối cùng đó chính là nút On Off và Volume của Effect được thiết kế ở bên góc phải của mixer giống như là thiết kế của những cái thiết bị DJM chuyên nghiệp như là DJM 900, DSS 2. Và vừa rồi thì chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tất cả những tính năng ở trên DDJ Flash 4. Nếu như bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, share và đừng quên subscribe kênh YouTube của Pioneer DJ Việt Nam để có thể xem thêm nhiều những video về review sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và những cái tip and trick dành cho DJ. Yo!